Con tôm hùm này được nhân viên của nhà hàng Red Lobster phát hiện trong một lô hàng tôm hùm sống được giao đến. Quản lý nhà hàng Kendra Castanides cho biết cô chưa từng gặp tôm hùm cam trong suốt 20 năm làm việc trong ngành nhà hàng. Ngay khi chúng tôi nhận ra rằng loài vật này hiếm đến mức nào, chúng tôi bắt đầu liên hệ với các vườn thú và thủy cung tại Colorado để xem đơn vị nào có thể tiếp quản nó. Tôm hùm cam là kết quả của độ biến gen đặc biệt vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên. 30 triệu con tôm hùm thì mới có một con màu cam. Cũng theo cô con tôm hùm trên được một nhà cung cấp tại Tennessee giao đến và trước đó được bắt ngoài khơi Canada. Hiện tại, Thủy cung trung tâm thành phố Denver đã tiếp nhận con tôm hùm trên.